Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhà nước và pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chuyên mục hôm nay có những nội dung sau đây: nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo, những điểm mới của thông tư số 78 Bộ Tài chính về hóa đơn chứng từ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trợ giúp pháp lý là một chính sách mang tính nhân văn sâu sắc, hỗ trợ quan trọng cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong việc bảo vệ quyền lợi của mình. Trong những năm qua, hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nghèo trên địa bàn tỉnh đã trở thành chỗ dựa tin cậy cho nhiều hộ gia đình nghèo trong tiếp cận pháp luật, góp phần giảm bớt những vụ việc vi phạm pháp luật, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong nhân dân. Anh Nguyễn Văn Can, thôn Gia Lương, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, là người thuộc hộ gia đình nghèo, bị khuyết tật bại liệt cột sống, teo cơ chân nên rất khó khăn trong vận động. Tháng 9 năm 2020, bố anh đi theo chăm anh điều trị tại bệnh viện. Kẻ xấu đã hành hung khiến bố anh tử vong. Đến nay, vụ việc vẫn chưa được đưa ra xét xử. Gia đình anh cũng chưa được bồi thường về những tổn thất mà gia đình phải chạy vậy để chữa trị cho bố anh. Tìm đến trung tâm trợ giúp pháp lý, anh Can và gia đình mong muốn được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Đây không phải là lần đầu tiên gia đình anh Can được trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tham gia tư vấn và trợ giúp các thủ tục pháp lý bảo vệ quyền lợi. Trước đó, năm 2015, trung tâm trợ giúp pháp lý là cơ quan đã giúp anh làm thủ tục, hồ sơ và đấu tranh để anh và bố của anh được hưởng chế độ bảo trợ xã hội của người khuyết tật. Cái hộ nghèo với tôi đây không biết chỗ nào để dựa vững chắc, may là nhờ bên trợ giúp pháp lý, nhờ cho công an rồi các cơ quan điều tra để làm cho vụ việc của bố tôi sáng tỏ. Bà Nguyễn Thị Đào là người thuộc hộ nghèo thôn Thành Đông, xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, là nạn nhân của vụ án hình sự cố ý đánh người gây thương tích. Bị khuyết tật về trí tuệ, bà Đào hầu như không có nhận thức về mọi việc xung quanh và rất khó khăn trong việc tự bảo vệ mình trước pháp luật. Nắm bắt được hồ sơ vụ việc, trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã chủ động đến gặp nạn nhân, thu thập chứng cứ, tham gia vào các khâu điều tra, tố tụng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người bị hại. Đến nay, vụ việc đã được đưa ra xét xử đúng người, đúng tội, bảo đảm lợi ích chính đáng của người bị hại. Chúng tôi ở quê thì nói chung cũng không nắm bắt được cái pháp luật cho rõ lắm, cho nên là gia đình cũng nhờ đến cấp trên pháp lý để giải quyết và giúp đỡ cho em và gia đình. Chúng tôi xin cảm ơn. Trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý tại xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, mặc dù ban đầu thì có rất là nhiều khó khăn vì đối tượng thì không chỉ là hộ nghèo mà lại còn thuộc đối tượng là người khuyết tật, nên là bản thân trợ giúp viên đã có phải đi lại rất nhiều lần liên hệ với nhiều cơ quan để đảm bảo được cái quyền lợi tốt nhất cho người được trợ giúp pháp lý. Tuy nhiên thì sau khi tham gia cùng với người được trợ giúp pháp lý từ giai đoạn điều tra đến giai đoạn xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, hiện nay thì vụ việc đã được Tòa án Nhân dân tỉnh đưa ra phán quyết. Về kết quả thì cũng đã đảm bảo về quyền lợi hợp pháp tốt nhất cho người được trợ giúp pháp lý. Trong 9 tháng năm 2021, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa đã trợ giúp cho 105 đối tượng là người nghèo và 150 đối tượng là hộ cận nghèo. Để thực hiện có hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý cho các đối tượng nói chung và đối tượng người nghèo nói riêng, trung tâm đã thực hiện khảo sát để có cơ sở thực hiện các phương pháp truyền thông phù hợp, cung cấp tờ gấp, tờ tin về trợ giúp pháp lý, chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể, tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, xây dựng kế hoạch phối hợp nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác trợ giúp. Cùng với việc truyền thông trực tiếp tại cơ sở, trung tâm thường xuyên tuyên truyền những vụ việc hay, hiệu quả đăng trên các báo, cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp, trang thông tin điện tử của Cục Trợ giúp, phối hợp với các cơ quan truyền thông địa phương đăng tin bài về hoạt động trợ giúp pháp lý để người nghèo và các đối tượng biết về quyền lợi được trợ giúp pháp lý của mình khi có vướng mắc về pháp luật. Trợ giúp pháp lý Thanh Hóa chúng tôi cũng đã thực hiện những cái chương trình, những cái kế hoạch trợ giúp pháp lý cho người nghèo nói chung và cái trợ giúp pháp lý cho người nghèo trong các cái hoạt động tố tụng. Thì cho đến thời điểm hiện nay cũng là những cái tháng cuối năm 2021 thì có thể thấy rằng là những cái vụ việc mà trợ giúp pháp lý cho người nghèo đã đạt được những cái kết quả rất là tốt. Phần lớn những cái vụ việc mà trợ giúp pháp lý cho người nghèo thì đều đạt kết quả, tức là cũng đã bảo vệ được các cái quyền lợi ích hợp pháp chính đáng theo quy định của pháp luật mà họ được hưởng. Tuy nhiên hiện nay số lượng người nghèo thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh khá lớn, nhưng khả năng tiếp cận, trình độ nhận thức hiểu biết về pháp luật trợ giúp pháp lý của nhiều người
còn có những hạn chế. Số vụ việc tham gia tố tụng có trợ giúp viên pháp lý tham gia trong các vụ án chưa đáp ứng nhu cầu trong thực tế. Trong cái thời gian tới thì cái nhiệm vụ và cái giải pháp chúng tôi ưu tiên đặt lên trên hết là phối hợp đồng bộ với lại các cấp các ngành, chính quyền địa phương để mà nâng cao cái nhận thức. Ngoài cái việc mà giúp cho người nghèo người ta nhận thức được cái quyền của họ được trợ giúp pháp lý thì còn cái nhận thức của các cái cấp ủy chính quyền biết được là cái quy định của pháp luật, chế độ chính sách của nhà nước về trợ giúp pháp lý dành cho người nghèo. Nhân dịp ngày vì người nghèo 17 tháng 10, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã có nhiều hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng thời tổ chức thăm hỏi và tặng quà đối với những đối tượng được trợ giúp pháp lý có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động hỗ trợ, chia sẻ khó khăn, động viên người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 78 năm 2021 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38, Nghị định số 123 của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ. Theo thông tư số 78, hóa đơn điện tử được áp dụng đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Với hơn 100 đại lý xăng dầu, 40 cửa hàng xăng dầu trực thuộc trên toàn tỉnh Thanh Hóa, hàng tháng, công ty này phải sử dụng một lượng lớn hóa đơn chứng từ. Chính thức sử dụng hóa đơn điện tử từ tháng 9 năm 2019 để thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy. Doanh nghiệp đã nhận thấy nhiều lợi ích thiết thực từ việc sử dụng hóa đơn điện tử trong tiết kiệm chi phí để đặt in hóa đơn, lưu trữ hóa đơn chứng từ, cũng như quá trình hạch toán kế toán, kiểm tra sử dụng của cả doanh nghiệp và khách hàng. Sử dụng hóa đơn điện tử nó rất là thuận lợi trong cái việc mà tiết giảm chi phí cho đơn vị, ví dụ như là cái chi phí phát hành, chi phí in ấn và chi phí lưu trữ, thuận lợi cho cái việc hạch toán kế toán, kiểm tra kiểm soát của đơn vị và cũng thuận lợi cho cái việc thanh tra kiểm tra của cơ quan thuế. Bên cạnh đó, việc sử dụng hóa đơn điện tử còn giúp cơ quan quản lý thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước, xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn, không tốn nhiều chi phí thời gian đối chiếu hóa đơn như hiện nay. Từ đó, góp phần ngăn chặn kịp thời hóa đơn của các doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích, ngăn chặn tình trạng gian lận thuế, trốn thuế. Điều này góp phần tạo môi trường lành mạnh cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Tuy nhiên hiện nay, trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, nhiều doanh nghiệp còn băn khoăn trước những rủi ro về công nghệ hạ tầng chưa đồng bộ, chưa có sự duy trì, đảm bảo, đặc biệt là có sự kết nối giữa các cơ quan đơn vị, tính bảo mật an toàn trong quá trình lưu trữ hóa đơn điện tử. Nếu xảy ra rủi ro, mất dữ liệu thì khắc phục như thế nào? Cơ quan thuế hay doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm. Hạ tầng công nghệ chưa đảm bảo cũng sẽ gây chậm trễ trong xuất hóa đơn, mất thời gian, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Rủi ro vì công nghệ nó chưa đồng bộ và vì là các bộ ngành nó chưa kiểm soát được toàn bộ cái tình hình là doanh nghiệp phát sinh là thành lập, doanh nghiệp là rủi ro khi phá sản, doanh nghiệp rời khỏi thị trường. Để các doanh nghiệp tra vào đấy, phát hiện được rằng cái hóa đơn điện tử của mình ở đầu vào. Trước những băn khoăn của doanh nghiệp, theo quy định của thông tư số 78, ngành thuế sẽ chịu trách nhiệm đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hệ thống hóa đơn điện tử để sẵn sàng tiếp nhận đề nghị và kết nối với tất cả các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử. Toàn bộ các giao dịch của các doanh nghiệp trong nền kinh tế sẽ được cơ quan thuế quản lý. Doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trên địa bàn về việc sử dụng hóa đơn điện tử, chuẩn bị các hạ tầng công nghệ thông tin cũng như là các hạ tầng để chuyển đổi dữ liệu hóa đơn, chuyển đổi và nhận hóa đơn dữ liệu hóa đơn điện tử từ người nộp thuế và phục vụ cho việc tra cứu thông tin. Cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm sẽ tuyên truyền và phổ biến việc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đến các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Thông tư số 78 của Bộ Tài chính là bước chuyển đổi số quan trọng của ngành thuế. Việc sử dụng hóa đơn sẽ chuyển sang một bước mới là áp dụng hóa đơn điện tử có sự xác thực cũng như quản lý của cơ quan thuế, thực hiện mô hình quản lý hóa đơn điện tử tập trung theo quy định. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Nhà nước pháp luật. Xin kính chào và hẹn gặp lại.